Mình ơi, dậy đi Mình ơi. Mình chết rồi, làm sao em sống nổi hả Mình ơi? Mình ơi. Chị ơi, chị bình tĩnh đi. Mời chị theo chúng tôi qua đây. Đi chị. Đi chị. Đi chị. Báo cáo anh, nạn nhân là nam giới, 38 tuổi, tử vong khoảng 10 tiếng trước. Vùng đầu của nạn nhân bị thương khá nặng do một vật tày tác động, và tôi còn thấy trên cổ nạn nhân có nhiều vết cắt. Vết cắt này được gây ra sau khi nạn nhân tử vong. Có thể thấy hung thủ ra tay rất tàn độc. Như vậy, có hơn một hung khí để gây án. Nhưng nếu hung thủ dùng vật tày để ra tay, tại sao lại còn dùng dao cắt? Rất có khả năng hung thủ muốn đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Và bên cạnh nạn nhân thì tôi còn thấy một bức thư. Chết để được tiền bảo hiểm. Nếu như theo những gì viết trong bức thư này thì rất có thể đây là một vụ tự tử có liên quan đến tiền bạc. Có thể nạn nhân đang mắc nợ một số tiền lớn hoặc đang cần tiền. Đâu là lý do của việc cần tiền? Nhưng tôi thấy có điều gì đó bất thường ở đây. Không đơn thuần là một vụ tự tử. Đúng vậy. Mình ơi, mình đi rồi. Ở nhà con mình em buồn quá. Giờ em phải làm sao cho mình quay lại với em hả mình? Chào chị. Chú cho tôi hỏi là bên chú có tìm được hung thủ chưa vậy chú? Nhớ chưa? Chị ơi, chị bình tĩnh đi chị. Để sớm cùng chúng tôi mà tìm ra hung thủ nữa. Chị có nghi ngờ ai liên quan tới cái chết của anh Hân không chị? Mà nhà chị có mua bảo hiểm nhân thọ đúng không chị? Dạ có. Tại vì anh Hân anh nói á, là cuộc sống bây giờ có nhiều rủi ro lắm, nên anh mới mua bảo hiểm. Nhưng mà tôi không có nghĩ là anh làm vậy đâu. Tại vì người còn thì sẽ còn của. Vậy trong thời gian gần đây nhà chị có mượn tiền của ai không chị? Tôi thì không có, nhưng mà anh Hân thì có.
hai đồng chí hãy xem đi. Dựa vào đây thì nạn nhân đã bị một lực tác động khá mạnh từ phía sau, theo chiều từ dưới lên. Như vậy có hai người tham gia phi vụ này. Rất có thể hung thủ đã bắt nạn nhân giết lấy thôi tuyệt mệnh, sau đó mới ra tay với nạn nhân. Nhìn vào vết thương này cho thấy hung thủ là người thấp hơn nạn nhân. Và đây không phải là một vụ tự tử. Alo, tôi nghe. Sao? Cảm ơn đồng chí. Thưa anh, tôi vừa nhận được thông tin anh Hưng từng là người rất ham mê số đề. Hai đồng chí hãy mau tiếp cận để tìm hiểu thông tin xem anh Hưng ghi đề ở đâu và mối quan hệ bên ngoài của anh ta. Rõ. Đem cái này tới nhà của thằng Tiêu Trọc. Không cần nói. Mày tưởng mày ngon hả? Đừng hòng lấy tiền của thằng này. Người như anh Bảy thầu đề. Mà cũng có người dám bịch tiền sao? Anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi là Bảy chứ không có thầu đề. Tôi là người của tổ điều tra. Tôi đã có đầy đủ chứng cứ để chứng minh anh là người thầu đề. Tôi đang điều tra về cái chết của anh Hưng. Tôi cần hợp tác. Dạ. Anh Hưng nợ tiền của anh đúng không? Dạ. Dạ anh Hưng không có nợ tiền tôi. Vợ của anh Hưng đã nói tất cả sự việc cho tôi biết. Anh không còn giấu nữa. Nhưng mà đó cũng là chuyện của 3 tháng trước. Nhìn thì đau đớn vậy mà thất hứa hoài vậy anh trai. Anh đâu có thất hứa gì đâu. Anh định bữa nay vô công ty lãnh lương xong rồi anh ghé anh đưa em. Vậy mà chứ. Vậy mà thằng em qua sớm quá phải không? Đùa với ông anh cho vui chút thôi. Thằng này là bẫy lụa chứ không phải là bẫy lúa. Mà để ông anh nói cái gì cũng phải nghe. Tôi nói cho ông anh nghe. Ngay bây giờ, trong ngày hôm nay phải trả đủ tiền cho tôi. Còn không thì... Không thì sao? Hả? Mày là ai mà vô nhà tao quậy phá? Bà hỏi chồng bà đi. Hôm nay mà không trả tiền đừng trách thằng này mạnh tay. Trách gì? Tính giết người ta hả? Bố làm nó thôi, bố người ta. Nó vô nhà người ta nó muốn giết rồi nè, bố người ta. Nè, mày nhớ đó. Hôm nay vợ mày cứu mày một lần, không có lần thứ hai đâu. Mày nhớ đó. Nhớ cái gì? Ôi, bỏ đi bà. Ông đó, ông hiền riết á, rồi hả người ta leo lên đầu ông cổ ông đó. Chuyện có chút xíu mà thôi, kệ đi. Đó là lần cuối cùng mà tôi tới nhà của anh Hưng. Nhưng mà sau đó 3 tháng thì anh Hưng đã có đủ tiền trả cho tôi. Anh Hưng nợ bao nhiêu tiền? Dạ hơn 10 triệu. Đó là số tiền mà anh Hưng chơi đề. Dạ đúng. Nhưng mà khoảng 2 tháng trở lại đây á thì anh Hưng có rất là nhiều tiền và chơi số rất là đậm. Kiểm tra đi. Anh đã nói rồi. Anh hứa một là một, hai là hai. Làm ăn là uy tín yên tâm. Đi là quá ngày, nhưng mà có còn hơn không. À, chơi cũ. Anh vẫn quyết tâm chụp cho bằng được con ác hành rồi. Nhất định phải bắt được nó. Theo nó cái năm nay rồi đâu bỏ được. Đúng rồi. Rồi, vậy nha. Mày nhồi đó giùm tao luôn đi. Chung thủy với số đề ở sớm này chỉ có một mình anh thôi đó. Chung thủy cái thủy gì? Thua quá rồi kiếm đường gỡ chứ. Chia buồn cùng anh nha anh ruột. Em tiếc quá anh ruột ơi. Con ruột đánh con ếch nó ra con ó. Bây giờ làm sao?
Mình có quyết tâm chụp con ếch nữa không? Sao bỏ nó được? Nuôi nó cả năm nay rồi, bây giờ tới lúc thu hoạch sao bỏ được? Đúng rồi. Anh đánh nhiều. Nhưng giờ anh hết tiền mặt rồi, cho quýnh thiếu được không? Mình cứ chơi đi. Nhồi gấp đôi giùm anh đi nha. Rồi rồi, ok. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Chào anh. Báo cáo anh, qua xác minh thì được biết trong thời điểm xảy ra án mạng, Bảy Lụa và gia đình đã đi về quê ăn đám giỗ, và giữa Bảy Lụa với nạn nhân không còn mâu thuẫn. Nhưng Bảy Lụa vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi ghi số đề. Đối tượng duy nhất của vụ án đã vô can. Nhưng chúng ta có một manh mối khác. Đó là tại sao 2 tháng gần đây nạn nhân lại có nhiều tiền đến như vậy. Ngay bây giờ, đồng chí hãy quay lại nhà nạn nhân để làm rõ và thu thập thêm thông tin. Rõ. Có một nguồn tin, khoảng 2 tháng trở lại đây thì chồng chị có trong tay khoảng hàng trăm triệu đồng. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi đó chú. Tại vì chồng tôi làm bảo vệ, lương tháng có 6 triệu à. Mỗi tháng ổng đưa cho tôi 5 triệu, ổng chỉ giữ lại 1 triệu để mà chi tiêu thôi à. Làm gì mà có số tiền lớn như vậy. Còn về việc số đề thì chị biết lâu chưa? Chưa. Khi mà Bảy Lụa qua đòi nợ thì tôi mới biết. Nhưng mà sau đó thì ổng có hứa với tôi là ổng bỏ hẳn luôn, không có đụng tới nữa. Như vậy là hiện tại nhà chị không nợ tiền bất cứ một ai. Nếu như lời khẳng định của bà Hồng là nhà không nợ tiền ai, thì tại sao ông Hưng lại chết để lấy tiền bảo hiểm? Không lẽ do mâu thuẫn cá nhân? Chào anh. Chào anh. Anh cho tôi hỏi, anh Hưng là người như thế nào vậy anh? Anh Hưng là người hiền lành, thật thà. Anh ấy là quản gia cho gia đình tôi đã 10 năm nay rồi. Gia đình tôi coi anh ấy như người thân trong gia đình. Vậy dạo gần đây anh thấy anh Hưng có điểm gì bất thường không anh? Trời đất ơi, tôi biết rồi, đang trong giờ làm việc bằng cái điện thoại. Chuyện tôi làm tôi chịu, tự chịu. Được rồi, tôi biết rồi, từ từ tôi giải quyết cho. Thôi nha, đang làm việc đó. Ừ. Anh Hưng à, có chuyện gì vậy? Dạ ông chủ. Dạ con không có chuyện gì lớn, chuyện gia đình thôi ạ. Có gì khó khăn anh cứ nói với tôi, người nhà không mà. Dạ thật ra chuyện cũng chuyện nhỏ thôi, tôi tự xử lý được rồi, cảm ơn ông chủ nhiều. Xin phép ông chủ tôi đi ra ngoài ạ. Cảm ơn anh. Tờ giấy này... À, cái này do chú Hưng làm, tính chú ấy cẩn thận là thế. Vậy tờ giấy này chính do anh Hưng viết? Dạ đúng. Anh chắc chứ? Chắc. Anh còn việc gì nữa không? Không thì tôi đi vào trong. Cảm ơn anh. Chào anh. Nếu như cùng là một người giết, tại sao lại khác nhau đến như vậy? Theo như khẳng định của ông Tài, đây là chữ viết của anh Hưng, thì chắc chắn lá thư này là giả. Báo cáo anh, có một điều bất thường là dạo thời gian gần đây có một người phụ nữ thường lui tới nhà chị Hồng. Chào chú. Chị Hồng à, tiền của tụi tôi đâu rồi? Chị thư thư giùm tôi thêm mấy ngày nha. Tại vì bữa giờ chị em thấy hả, nhà tôi đang có chuyện mà. Bởi vì nhà chị có chuyện nên chúng tôi để một tháng đấy không đòi. Cả trăm triệu chứ có ít gì đâu. Chị hứa chị trả mà giờ chị không trả là sao? Chị, từ từ đi chị nói nhỏ nhỏ thôi chị.
chị nhớ phải trả đấy nhá. Dạ. Có lẽ nào đó chính là lý do của bức thư. Hai đồng chí hãy theo tôi. Thưa chị hãy nhìn xem đây có phải là nét chữ của anh Hưng. Dạ đúng rồi. Chị hãy viết giùm chúng tôi vài dòng. Mình viết gì hả anh? Chị cứ viết, tôi sẽ đọc. Sao chị lại không viết? Vì chữ của chị và chữ trên lá thư là một. Chị là người đã giết nó, và cũng chính chị là người đã ra tay sát hại chồng của mình. Làm gì ngồi lau cái bàn không mà than vắng thở dài dữ trời. Ủa làm gì không mệt? Trời đất ơi, cái bình khu rang không có giọt nước luôn. Dạ tôi nấu nước dưới rồi đó, đem vô rồi chăm uống đi. Trà sẵn sẵn trỏng luôn rồi đó. Bỏ trà rồi nấu nước rồi sẵn vậy ta pha luôn đi. Ta đi làm gì mệt rồi còn bắt cái pha trà nữa. Tôi có hai tay à. Rồi hiểu rồi. Cuối tháng rồi đúng không? Nè, lương tháng này của tôi nè. Vui chưa? Cưới nhau gần 10 năm rồi, làm cái kiểu này lương bổng vậy không biết chừng nào mới giàu được nữa. Từ từ đi, tôi tính đâu ra đó hết rồi. Có cách. Có cách? Cách gì? Cách làm giàu. Đây là tiền nhà mình có sẵn 50 triệu. Với lại em đi mượn mấy chị em trong tổ á, thì tổng cộng là hơn 300 triệu. Anh cầm anh đi làm ăn cẩn thận nha. Biết rồi. Tiền này là tiền mồ hôi nước mắt hai vợ chồng dành dụm, rồi uy tín của bà để mượn bạn bè nữa. Tôi là phải xài đúng mục đích. Đầu tư là phải có lời mới được chứ, đâu có xài bậy bạ được. Yên tâm nha. Ừ, nói hay lắm, làm được đó. Được chứ sao không được, bà cứ tin tưởng ở tôi nha. Tôi đi nha. Ừ. Cầm tiền cẩn thận đó. Tiền lời tháng này tôi để lên đầu tủ á, bà coi đếm coi đủ không rồi cất nha bà. Tiền lời tháng này á bà, tôi nói có ít vốn mình kiếm tiền đâu có khó đâu, đúng không? Ừ. Đi đâu vậy? Đi làm chứ đi đâu. Trời ơi, trễ một tuần á, đóng tiền lời cho người ta rồi đó. Thì nói người ta thư thư ít ngày đi, gom tiền đủ rồi đóng cho người ta luôn. Sao nói được, lúc mà mình mượn á, mình hứa với người ta rõ ràng, bây giờ trễ một tuần rồi. Thì lỡ trễ một tuần rồi thì nói người ta ráng thư thư một hai ngày đi, rồi có tiền đưa người ta, cái gì đâu mà gấp chứ vậy. Ông này ngộ ghê á, lúc mượn người ta mình hứa rõ ràng, bây giờ hẹn hẹn nữa làm sao được. Chứ biết sao bây giờ. Mất hết rồi. Mất gì? Tiền chứ mất gì. Ông nói gì vậy? Mất là mất làm sao? Lúc trước á, ông nói với tôi là chỗ này tin tưởng được nha. Bây giờ tự nhiên nói mất hết. Để tôi qua bển tôi hỏi. Chứ làm gì có chuyện mà ôm nguyên cục tiền mất được. Ê, bà, bà. Buông ra coi. Thôi đừng có đi qua bển. Bà đang nóng nảy gì qua bển rồi không có kiểm soát. Nói tầm bậy tầm bạ. Chỗ thân tình của tôi nữa bà nói như vậy mất mặt tôi hết. Trời ơi, ông sợ ảnh hưởng tới ông rồi ông không nghĩ tới tôi hả? Tôi cũng đi mượn người ta, tôi năn nỉ, tôi hứa người ta rồi giờ ông nói vậy là sao? Không phải mất tiền từ chỗ đó chứ chỗ nào? Tôi
tôi nướng với số đề hết rồi. Cái gì? Ông điên hả? Trời ơi, tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng vô mấy cái đó mà. Mà làm cái gì vậy? Làm gì hơn là cái động tay động chân rồi đánh đập người ta. Sao ông hôn là ông làm ăn đàng hoàng? Đàng hoàng chỉ do bà thôi. Do tôi vậy? Bà muốn là phải làm giàu nhanh. Làm giàu nhanh thì bây giờ làm lương gì sao làm giàu nhanh được? Phải cào bạc thôi. Cào bạc mới làm giàu nhanh được. Ông, tôi có muốn cào bạc đâu, do bà hết á. Tôi cào bạc là do bà đó. Có nói gì hết, tôi đi làm rồi. Còn lo kiếm tiền trả ta đi, ta hối từ bữa giờ đó. Bà không còn câu nào khác nói hả? Ngay nè, cũng nhai tới nhai luôn câu này à. Ừ, tôi nhai. Nhai chừng nào á, ông lòi tiền ra trả tôi thôi. Vợ ta làm đưa tiền cho chồng. Ngu vợ gì á. Về tới nhà, tiền. Sau khi giết chồng tôi xong thì tôi dựng hiện trường giả và viết thư tuyệt mệnh. Mình ơi, mình tha lỗi cho em. Em sai rồi.